Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình thông báo cho tất cả anh em là một dự án trước đây là mình hướng dẫn các bạn tham gia trên AirDrop nhận một token một in từ dự án CoinMarketCap đã trả về sàn Binance các bạn. Để check thông tin thì các bạn vào một ký nè. Các bạn đăng nhập vào sàn Binance, các bạn nhấp vào một ký này các bạn. Thì rồi các bạn nó hiện số dư các bạn là mỗi thằng mỗi ạc được 3 1 tôi cần một in khoảng 4 đô các bạn, 300 mấy 4 đô. Các bạn bấm vào giao ngay nè. Thì các bạn sẽ hiện ra là một tôi cần một in thôi các bạn. Thì số lượng là tất cả một in thì các bạn không thể rút được các bạn. Visa này nó rất là đắt nha. Nên tới tôi cần một in mình không biết nhiều nhưng mình hướng dẫn các bạn các bạn. Các bạn chuyển đổi qua Binb này các bạn. Rồi các bạn chọn vào tất cả các bạn, bấm chuyển đổi. Các bạn sau khi bạn bấm chuyển đổi thì nó sẽ đổi ra và bạn tốc cần BNB các bạn. Thì sau khi nó chuyển qua BNB xong thì các bạn rút về các bạn. Các bạn có thể rút về BNB Bet20 đi làm Visa hoặc là BNB cũng được các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.